chào YouTube, what's good? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những kiến thức cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để quản lý cảm xúc và tâm lý của mình một cách tốt nhất. Có bao giờ các người anh em tự hỏi rằng cảm xúc và tâm lý của mình ảnh hưởng như thế nào và nó có tồn tại hay không? Nếu tồn tại thì nó chi phối suy nghĩ của mình ra sao? Và cái điều đấy thì thật sự nó ảnh hưởng đến kết quả giao dịch trực tiếp đến tâm lý. Thường thì chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch với những tài khoản demo để luyện tập cũng như là học cách thức của thị trường hoạt động như thế nào. Và trong thời gian đầu tiên với tài khoản demo thì mình nghĩ rằng đối với mình cũng như vậy, là thường anh em thường thắng và những cái kết quả đấy nó tích cực, nó ảnh hưởng đến cái sự tự tin của mọi người. Lý do thì không hẳn là phải vì nhà cái sắp xếp cho các bạn để dụ các bạn chơi ra khỏi là thật để nạp tiền vào, nhưng mà chính là bởi vì cái tâm lý của các bạn thoải mái hơn. Sau một khoảng thời gian anh em nhận thấy là giao dịch với tài khoản demo khá là ok, cho mình kết quả tốt và chúng ta có thể tự tin bước sang sàn giao dịch thật với tiền thật. Đấy chính là khi mà anh em bắt đầu đi sai hướng và có những cái suy nghĩ không đúng. Khi bắt đầu vào giao dịch thật thì chúng ta chắc chắn sẽ có những cái lúc mà giao dịch không thành công, và điều này sẽ ảnh hưởng đến cái sự tự tin của các bạn. Điều này sẽ khiến cho các bạn sợ và đánh mất đi cái chiến thuật của mình. Hiện tại bây giờ nó sẽ có những cái cảm xúc ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của các bạn như sau. Thứ nhất là nỗi sợ, thứ hai là sự thiếu tự tin, thứ ba là thiếu kiên nhẫn, và thứ tư là lòng tham. Đây là bốn cái tố chất đầy đủ của một con bạc. Thì những cái tâm lý này nó sẽ khiến cho mình suy nghĩ rằng đây là một cái sàn không đáng uy tín và mình đang chỉ đổ tiền, tốn công sức và nó không nhận lại kết quả gì cả. Bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, hay là khi bạn thua lỗ bạn lại muốn gỡ lại, và cái số tiền này chắc chắn là mình sẽ phải gỡ được trong một khoảng thời gian nào đấy. Và đấy chính là khi mà sàn đã nắm được top của các bạn và khiến cho các bạn cháy tài khoản. Thì cái này nó xảy ra đối với cả những người có kinh nghiệm, đã chết nhiều năm, đã giao dịch nhiều năm rồi cũng có thể mắc phải. Ok, thì làm thế nào có thể cải thiện và phát triển nó một cách tốt hơn? Quản lý cảm xúc thì không phải là khả năng vốn có của con người. Thế nhưng mà nhờ khoa học, nhờ những nhà tâm lý học và nhờ những nhà tâm lý học trong giao dịch tài chính mà chúng ta có thể biết được rằng cái này nó sẽ là thói quen của chúng ta, có thể tạo dựng được những thói quen đấy. Về loại tâm lý thì nó sẽ chia ra thành hai mục. Thứ nhất là người chạy đường dài. Nếu anh em sẽ lấy ví dụ đơn giản như là thỏ và rùa. Thỏ thì sẽ chạy nhanh và rùa chạy chậm, chỉ bò đúng không? Thì nó cũng giống như trong giao dịch tài chính này. Đối với thỏ thì sẽ là chạy nước rút, rất là nhiều giao dịch và trong khoảng thời gian ngắn với time frame ngắn. Còn đối với rùa, bò chậm, ít giao dịch hơn nhưng mà với khoảng vài tiếng hay là vài ngày, thậm chí là vài tháng đối với những giao dịch của mình. Thì đấy là hai thể loại mà chúng ta cần phải xác định trước xem là mình sẽ phù hợp với thể loại nào hơn. Trong bài học mà lập kế hoạch để giao dịch thì mình cũng đã nói với các bạn rằng chúng ta cần phải stick vào một cái time frame phù hợp nhất, một cái phiên giao dịch, một cái thời gian phù hợp nhất với mình. Anh em không thể nào giao dịch trong khoảng 5 đến 10 phút nếu như anh em cảm thấy là cái giao dịch này quá là rủi ro hay là quá là phân vân với những cái quyết định của mình, hoặc là nó khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái, thì hãy dừng lại, thử sang giao dịch vài ngày, vài tiếng xem sao, xem là cái kết quả nó có khả quan hơn không. Anh em cũng không nên giao dịch với khoảng thời gian vài tiếng hay là vài ngày nếu như mình cảm thấy rằng cái khoảng thời gian đấy mình phải chờ đợi quá nhiều, mình không thích thú với việc đấy, mình làm nó làm cho mình chán, giống như mình chẳng hạn, thì mình sẽ không lựa chọn cái cách đó. Thì đấy là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc tích cực của các bạn. Hãy chọn cái khung thời gian nào cảm thấy thoải mái nhất, chạy đường dài hay là chạy nước rút. Thì mình sẽ có những cái mẹo sau đây để giúp cho các bạn quản lý tốt cảm xúc của mình hơn. Mẹo đầu tiên đấy chính là chọn khung thời gian giao dịch tốt nhất trong ngày để phù hợp với cái thời gian biểu của các bạn. Cái này thì mình đã nói ở trong video lập kế hoạch giao dịch rồi. Cú đêm thì hãy giao dịch vào buổi tối và ban đêm. Còn nếu như anh em nào không quen dứt đêm phải dậy sớm thì hãy giao dịch vào buổi sáng. Trong bất kỳ khoảng thời gian nào thì anh em cũng không nên giao dịch sau một ngày làm việc quá mệt mỏi hay là có quá nhiều biến cố trong một ngày của các bạn, thì hãy dừng lại, đừng để nó ảnh hưởng đến phiên giao dịch của mình. Mẹo thứ hai, quay trở lại với video lập kế hoạch cho mình, thì sau khi anh em đã tìm thấy một cái chiến thuật và một cái chỉ số dự báo hay một vài chỉ số dự báo nào đấy mà anh em cảm thấy là mình thích và hợp với nó, thì hãy tin tưởng vào cái chiến thuật mà mình đã đưa ra, đấy là quyết định của mình và mình cần phải kiểm chứng xem là nó có thật sự ok hay không. Thì trong giai đoạn đấy anh em không nên phân vân. Cái sai lầm lớn nhất của mọi người khi giao dịch đấy là khi các bạn nhìn thấy giá cả lên xuống bất thường và các bạn sẽ bị phân vân, lo lắng xem là không biết cái giao dịch của mình để có thành công hay không.
thì hãy cứ thả lỏng. Sau khi các bạn click chuột vào một nút xanh hoặc đỏ rồi, hãy ngồi chơi, nghe nhạc, ra ban công làm điếu thuốc, đi bộ ra khỏi nhà một lúc. Và sau khi quay lại, sau khi trở lại bàn làm việc rồi, anh em có nhận thấy kết quả, mặc dù kể cả nó có thất bại đi nữa, thì hãy tin vào cái chiến thuật, cái kế hoạch mà mình đặt ra. Cái việc rủi ro và thất bại đấy là chuyện rất là bình thường trong giao dịch tài chính. Và chúng ta hãy tin, nếu như anh em mình đã có một cái kế hoạch mà quản lý vốn cụ thể rồi, thì cái điều đấy nó không còn là một cái vấn đề quá lớn đối với mình nữa. Trong tình huống tệ nhất là chúng ta sẽ gặp phải vấn đề thứ ba, đấy cũng là mẹ thứ ba mà mình muốn bàn luận với các bạn. Đó là vấn đề khi mà mình giao dịch thua lỗ quá nhiều thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý và mình sẽ muốn gỡ lại tâm lý của con bạc. Thì đây chính là lúc để các bạn đóng cửa sổ giao dịch lại, tắt laptop, tắt điện thoại đi, đi ra ngoài. Những cái mẹo vừa rồi có thể mình chia sẻ cho anh em nghe, nó rất là dễ hiểu, nó đơn giản và tưởng chừng như là mình sẽ không mắc phải những cái đấy bao giờ. Nhưng mà tin mình đi, mình đã kinh qua một khoảng thời gian mà mình biết rằng những cái này mặc dù nó dễ gọi tên như thế thôi là rất là khó để thực hiện. Hãy luyện tập thật là nhiều, hãy luôn luôn đóng vai trò là người quan sát. Có thể anh em cảm thấy bực tức hay là cảm thấy buồn bực hay là lo lắng vì giao dịch thua, thì hãy lùi lại một bước, nhìn vào chính bản thân mọi người rằng là mình đang có những cảm xúc tiêu cực như thế này, mình cần phải làm gì đó để nó biến mất, chứ đừng bị cuốn theo nó. Đấy là cái mà mình luôn luôn cố gắng để thoát ra khỏi cái cảm xúc tiêu cực của mình. Đấy là cách mình làm. Thiền cũng vậy, thiền cũng là một cách giúp cho mình giải tỏa được hết những cái cảm xúc trong người mình. Thế mình nghĩ rằng mình sẽ dừng video ngày hôm nay tại đây. Nếu các bạn thích video này thì hãy ấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhá. Click vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nữa, bởi vì mình sẽ còn rất nhiều thứ hay ho để chia sẻ trong tương lai. Xin chào.